Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Ryan desu. Hanoi kara kimashita. Dozo yoroshiku. Xin chào mọi người, mình là Đức Anh. Hiện tại thì mình đang là cựu học viên của WOW. Nói thế cho Hawaii chứ mình chỉ có hoàn thành xong khóa học Hajime. Và thực sự thì WOW cũng đã cho mình một cái trải nghiệm học tiếng Nhật rất là thú vị. Và cái khóa học vừa rồi cũng để lại cho mình rất là nhiều các cái kỷ niệm đẹp. Và cái video này mình làm không phải là để nói về các cái phương pháp học, thì cái này thì giáo viên cũng nói cho mọi người hết cả rồi, và cũng không nói về quá nhiều cái sâu sắc, cái sâu xa, mà mình chỉ nói về cái khoảng thời gian mình đã học ở khóa học này thôi. Và cái video này của mình có tên là Tớ đã hoàn thành khóa học Hajime như thế nào. Hajime tôi coi suo owarimashita. Biết bắt đầu thế nào nhỉ? Thực sự thì cái buổi học đầu tiên thì cái tinh thần học tập của mình cũng chưa được tốt lắm. Một phần vì do mình cũng nghĩ đây chỉ là một học rất là bình thường. Thứ hai là do mình cũng chưa quen được ai trong lớp cả. Với cái tính rụt rè nhút nhát thuộc loại nhất lớp như mình ấy, thì thực sự là cũng chưa biết phải nghĩ ra cách nào để làm quen với các bạn xung quanh. Nhưng mà có một điều mình phát hiện ra, đó chính là trong lớp có rất nhiều các bạn gái. Thế là từ đấy giờ là tươi tỉnh hẳn ra luôn. Ở cái buổi học đó thì mình và các cả lớp cũng đã quen được với hai vị giáo viên rất là kỳ của chúng ta, đó là Đức Anh Sensei và Huyền Sensei. Và thật là vui khi mà mình cũng đã tự làm quen được với một vài các thành viên ở trong lớp. Hương Sang, Phương Sang, Nguyên Sang. Nhưng mà trong bức ảnh này thì bạn ấy cũng rất là đáng yêu ấy. Và dần dần sau đó thì mình cũng đã quen thêm được rất nhiều các người bạn ở trong lớp, từ 3 người lên 4 người. Và sau khi kết thúc khóa học này thì mình quen được cả lớp luôn. Ở 3 cái buổi học đầu tiên ấy, thì cả lớp vừa làm quen bộ chữ Hiragana và sau đó là bộ Katakana. Cái khó khăn đầu tiên khi mà mình tiếp xúc với cái bộ chữ này đó chính là việc ghi nhớ các cái chữ tượng hình. Nó cũng hơi là lạ lẫm. Và cái việc duy nhất mình có thể làm đó chính là tập viết. Viết, viết và viết. Và tại thời điểm đó thì có một điều thú vị đã xảy ra, đó chính là việc anh Trung đã nhường chức lớp trưởng cho mình. Mình quên nói mọi người là anh ấy đi học cùng với mình. Và từ khi lên làm lớp trưởng lớp Hajime 9 thì mình cảm thấy mình trở nên mẫu mực và có trách nhiệm hơn với mọi người. Thật là tuyệt vời. Nhưng mà trong khoảng thời gian là lớp trưởng thì mình nhận được rất nhiều tình cảm từ các bạn trong lớp, trong đó có các sensei nữa. Và thỉnh thoảng mình cũng hay tổ chức các buổi party nho nhỏ, cũng là để lưu giữ lại những nụ cười này. Được làm quen với giáo trình Minano Nihongo cùng với phương pháp giảng dạy của WOW, mình thấy việc học tiếng Nhật khá là tốt. Tuy lúc đầu có hơi nhanh, tuy nhiên cả lớp đều cố gắng và mọi người đã tiếp thu được các bài học ở trên lớp. Kaihen desu ne. Giải trí một chút nhỉ. Sau đây là đoạn guitar mà thầy Đức Anh đã gửi tặng cho lớp của mình.
có một buổi học khá là thú vị, đó chính là cả lớp sẽ thuyết trình về cái nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Hôm đó thì lớp mình chia làm hai đội, thì một đội thì nói về các lễ hội truyền thống trong năm, còn một đội thì thuyết trình về cái nét văn hóa trà đạo. Thực sự hôm đó rất là vui và mình cũng thế, hôm đó cũng là lần đầu tiên mặc cái bộ yukata nên là nhiều khi mình cũng chả biết chỉnh sửa như nào, che chỗ này thì có khi lại hở chỗ kia, kiểu kiểu như này. Cái kết quả cái buổi thuyết trình ấy thì cũng không quan trọng, quan trọng là mọi người cũng đã có một cái nhìn rõ nét hơn về các nền văn hóa, các cái nét văn hóa của cái đất nước mặt trời mọc. Này, các bạn đã F3, đã F3 hay xa F3 và các bạn không muốn còn F3 nữa, vậy thì hãy tham gia khóa Hà Chi Minh 9 của chúng tôi. Còn cháu cho vui với tôi, nhưng mà chính mình cũng thực sự rất là bất ngờ khi mà trong lớp có khá nhiều các bạn trẻ ủ mưu thích nhau đến vậy. Trong đó đặc biệt kể đến là đôi bạn giữa Ngát Sằng và Tùng Sằng. Cái đôi này thì phải đến cuối khóa mình mới biết được là họ thích nhau từ cái lúc nào. Tiếp theo là bộ đôi giữa hai bạn trẻ Trang Sằng và Hương Sằng. Hai bạn này thì đã thích nhau từ đầu khóa rồi. Thì mình cũng chả biết phải nói gì ngoài việc chúc các bạn ấy vẫn mãi yêu nhau như thế. Vậy là đã một tháng rưỡi trôi qua và cái buổi học cuối cùng cũng đã đến. Thực sự thì mình cũng không nghĩ là nó đến nhanh như vậy đâu. Cái buổi học đó thì cả lớp cũng có làm cái bài kiểm tra cuối khóa. Và sau đó là đến tiết mục ăn chơi nhảy múa, chụp ảnh đập phá các kiểu. Rất là trùng hợp là cái hôm đó lại gần trùng với ngày 20 tháng 10. Nên là các bạn gái đều được tặng hoa, được ăn bánh gato rồi sô-cô-la, được nghe thầy Đức Anh đánh đàn. Và rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng nghe cái giọng hát trẻ của mình. Và sau đây là những cái bức ảnh cuối cùng của khóa học của chúng ta.